Công trình cấp nước Trì Bình ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ hoang hơn 8 năm nay. Công trình đã không còn tường rào, cổng ngõ, hệ thống máy móc, đường ống đều rỉ sét, cây dại mọc tùm. Công trình được xây dựng từ năm 2002, khi đó do việc đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải rắn ở phía bắc của thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên đã làm ảnh hưởng nguồn nước ngầm sinh hoạt của người dân. Do vậy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt này để cung cấp nước sạch cho người dân và giao cho địa phương quản lý. Đến năm 2015, công trình xuống cấp, địa phương gặp khó do hạn hẹp nguồn kinh phí nên không thể sửa chữa, dẫn đến bỏ hoang. Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên cho biết, công trình cấp nước xây giữa đồng ruộng, người dân lo nguồn nước bị ô nhiễm từ phân bón, thuốc trừ sâu, nên ngày càng ít người dùng rồi bị bỏ hoang. Lo lắng nguồn nước giếng tại nhà ô nhiễm nên các hộ dân đều đến nhà ông Lê Văn Nguyên, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên để lấy nước vì nhà ông ở gần đồi núi, địa hình cao hơn. Bên cạnh đó, người dân sử dụng nước đóng bình và máy lọc nước để nấu ăn và uống. Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiến nghị của cử tri, ngành đã tổng hợp và tham mưu tỉnh bố trí kinh phí đầu tư bằng nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh và đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục, sắp đến lựa chọn đơn vị triển khai thi công.